could be us. So back to what I was saying. Could be us. Cuộc đời khó tin của nữ tỷ phú giàu nhất thế giới thế kỷ 20, người được mệnh danh là công chúa nước Mỹ. Barbara Houghton là một trong những người thừa kế giàu có nhất thế giới thế kỷ 20, nhưng cuộc đời bà chỉ là một chuỗi những bi kịch với 7 đời chồng và cái kết cô độc, nghèo đói lúc cuối đời. Barbara Goldworth Houghton, 1912-1979, sinh ra tại thành phố New York, Mỹ, là con duy nhất của Edna Goldworth, 1883-1917, con gái Frank W. Goldworth, người sáng lập chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn nhất thế giới lúc đó Goldworth. Sau khi mẹ mất sớm, Barbara trở thành người thừa kế 1/3 tài sản của ông ngoại vua bán lẻ. Bà luôn được coi là một trong những người phụ nữ giàu có nhất hành tinh vào thế kỷ 20. Sinh ra trong nhung lụa nhưng cô tiểu thư ngậm thì vàng phải chịu nhiều bi kịch ngay từ nhỏ. Mẹ bà mất sớm do bệnh viêm, nhưng cũng có tin đồn bà tự vẫn bằng thuốc độc vì bị chồng thường xuyên phản bội. Chính ba Barbara khi đó mới 4 tuổi là người đã phát hiện ra thi thể của mẹ. Sau sự ra đi của mẹ, Barbara sống với nhiều người thân khác nhau, thậm chí có lúc được nuôi dưỡng bởi một gia sư. Barbara không sống cùng cha vì bị ông bạo hành. Vì cú sốc khi còn nhỏ, bà trở thành một đứa trẻ hướng nội và có nhiều vấn đề về tâm lý. Và kết quả là Barbara Houghton trở thành một nàng trích kích nổi loạn, là tâm điểm của truyền thông Mỹ suốt nhiều thập kỷ vì lối sống của mình. Sau khi mẹ qua đời, Barbara Houghton đã thừa kế toàn bộ tài sản tương đương khoảng 2,6 tỷ USD hiện nay ở tuổi lên 6. Khối tài sản của bà tiếp tục sinh sôi nảy nở theo thời gian nhờ đầu tư và thừa kế sau đó. Ở tuổi trưởng thành, bà là một trong những phụ nữ giàu có nhất hành tinh lúc đó. Barbara Houghton có vẻ ngoài của một đại minh tinh. Trước công chúng, bà luôn khiến người khác choáng ngợp bởi vẻ đẹp lộng lẫy và cuộc sống xa hoa của mình. Barbara là một nhân vật biểu tượng thời trang hàng đầu, tạo ra không ít xu hướng tại Mỹ vào những năm 40 ở thế kỷ trước. Bà chính là nàng tiểu thư đại diện cho giới quý tộc Mỹ với bộ sưu tập đồ trang sức, váy áo, nước hoa, tranh nghệ thuật, đồ sộ. Nữ thừa kế của gia tộc Goldworth cũng không ngại việc phô trương khối tài sản khổng lồ của mình trước báo giới. Chính vì vậy mà người ta đã gọi bà bằng một biệt danh vô cùng mỹ miều, công chúa nước Mỹ. Xinh đẹp và giàu có như vậy, tiểu thư khuê các Barbara Houghton cũng có đời sống tình cảm vô cùng phong phú. Bà thay người tình như thay áo và tổng cộng đã trải qua tới 7 cuộc hôn nhân, tất cả đều thất bại. Lần kết hôn đầu tiên của công chúa nước Mỹ khi mới 22 tuổi là với Alexis M. Divani, một người đàn ông được cho là đến với bà chỉ vì khối tài sản kếch xù. 2 năm sau, họ ly dị và Barbara ngay lập tức kết hôn lần hai với bá tước quốc Howard Drivenlow, người mà bà có đứa con duy nhất là cậu con trai tên Lance. Hai người chia tay bị nữ tỷ phú bị chồng bạo hành. Sang lần hôn nhân thứ ba, Barbara Houghton đổi gió khi chọn một diễn viên điện ảnh là Cary Grant. Tình yêu của họ ban đầu bình yên và hạnh phúc, thế nhưng không rõ lý do, cặp đôi vẫn đường ai nấy đi sau 6 năm. Những người chồng tiếp theo của Barbara bao gồm Igor Trabetskoy, một cựu hoàng tử Nga, nhà ngoại giao người Dominica Porfirio Rubirosa, người bạn thời thơ ấu Gottfried von Kramm, một vận động viên tennis và cuối cùng là Raymond Young, người bà kết hôn năm 42 tuổi và ly dị năm 44 tuổi. Sau khi đi qua hết 7 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Barbara dường như đã không còn tin vào tình yêu. Để quên sầu, bà lao vào cuộc sống ăn chơi nơi vũ trường và tìm rượu để quên đi những đau thương. Càng ngày, nữ tỷ phú càng tiêu pha quá tay và làm hao mòn khối tài sản ngỡ rằng không bao giờ hết của mình. Năm 1972, bà tiếp tục phải chịu đựng một cú sốc tinh thần lớn nữa. Con trai duy nhất của bà là Lance đột ngột qua đời vì tai nạn máy bay. Kể từ đó, trạng thái tinh thần của công chúa nước Mỹ năm nào sụp đổ. Bà thường xuyên xuất hiện với bộ dạng tiêu tụy, gầy yếu, không còn sức sống, khác xa hình ảnh minh tinh ngày trẻ. Chưa hết, những năm cuối đời, lợi dụng trạng thái tinh thần không ổn định của Barbara Houghton, nhiều người đã tiếp cận và lừa đảo nữ tỷ phú. Bà vung tiền đầu tư vào những dự án chết và dần dần tài sản không cánh mà bay, thậm chí bắt đầu nợ nần. Trước khi mất, bà gần như đã phá sản, không còn tài sản cố định có giá trị. Biết bao bộ sưu tập khiến người ta mơ ước ngày trước đều bị bán đi. Ngày 11 tháng 5 năm 1979, Barbara Houghton qua đời vì bệnh tim tại khách sạn Beverly Hills, California, thời 66 tuổi. Lúc này, toàn bộ tài sản còn lại của nữ tỷ phú, công chúa nước Mỹ năm nào là 3.500 USD.